Hello, bây giờ lại tiếp tục sau gần 1 tiếng phải chạy ra xe ngay, tại vì nếu không mình chậm đó là nó lại phạt cho một cái, lại mất hết cả tiền lương của ông chồng. Cho nên là đi chợ là đỗ xe là phải luôn để ý thời gian, nó cho đỗ 1 tiếng là phải 1 tiếng, chậm 1 tí là nó phạt đó. Đây này là lên xà vòng quanh cái chợ này cho các bạn xem nhé, tại vì chợ này là nhiều người Á, người Việt, người Trung Quốc, là khu này cũng nhiều lắm. Lên xà vòng một vòng cho các bạn xem đó. Khu này bán nhà rồi bán phở rồi đủ các thứ đấy, nó chỉ có một cái dọc cái đường này thôi, đây vòng lại cái dãy này là nhiều hàng quán nhất. Thế thôi, ủa sao nước nó tràn đầy ra đường này đó. Chắc cái người này sợ mình tranh chỗ, nó vội vàng nó nhảy vào. Đó, ta sợ mình tranh chỗ của người ta đó. Đáng ra là phải dừng lại cho người ta đi đã rồi mới chưa được chạy vào, nhưng mà mẹ sợ sợ người ta tranh mất chỗ đó. Đây là đường đi qua đường cho người đi bộ đi qua đường là mình phải dừng lại. Đó, xin giới thiệu cho các bạn biết đây là chợ người Á, khu Sanoban, nhiều người Việt Nam, nhiều người Trung Quốc cũng ở đây nhiều lắm, nhưng mà không bằng ở Việt nó. Nên xà đi vòng vòng đây, nó có một cái dãy như này là nhiều hàng quán nhất. Vòng lại rồi đi đi về đó, chạy xe ở đây là phải như thế, đâu có phải là chạy như phen lấn xô đẩy đâu. Cái cảnh sát nó chỉ dành mình làm sao cái thì nó phạt thì nó mới có tiền chứ, cho nên là nó phạt được ai nó sướng chứ. Nếu mà không phạt mà không được cái gì ấy, thì nó hơi đâu nó đi phạt cho nó mệt ra, nó ngồi nó ví dụ nó phạt mà nó không có tiền, giống như là cái gì đấy gọi là gì, không có hoa hồng bonus. Nếu mà nó không có cái đấy thì nó hơi đâu nó đi phạt làm gì, đúng không? Nó ngồi đấy nó chơi cho sướng đó. Đây là có một đoạn như thế thôi mà ai đi bộ qua là mình phải để ý, mình dừng lại là cái vạch trắng trắng kia như mình xả vừa nói đấy, cho nên nó mới đi như thế này, đi chậm rồi khu này đông người đi qua ra đi vào rồi đấy. Mọi người có nhìn thấy cái biển biển kia, nó có cái chân người đi bộ qua đấy, là phải dừng lại cho người ta đi bộ qua. Thì các bạn nhìn lên cái biển kia, nó có mấy cái màu xanh với màu đỏ đây này đó. Nó nói mình mà đỗ cái kiểu này á là nó phạt á, nó có máy chụp quay phim ở trên đấy, ai mà đỗ cái kiểu đấy á, là nó sẽ chụp hình lại và nó sẽ gửi gửi cái ticket, gửi cái bên lạ cái giấy phạt về nhà mình đó. Ai cũng phải dừng lại cho người ta đi nếu không. Đấy, cái này là cái chỗ roundabout,
tiếng Việt gọi là cái gì bùng binh à, thì mình phải nhường cái người ở bên phải. Đại khái là cái luật nó theo luật hết, mà ở đây là ai cũng phải rất là tuân hành cái luật pháp ấy. Nếu không nó phạt một cái là coi như là một ngày nương đi làm là hết rồi. Cho nên là tại sao người ta ngoan ngoãn là như vậy. Chứ còn mà thả lỏng mà không có phạt ấy, thì cũng như Việt Nam thôi, đâu có ai sợ, đúng không? Rồi tại sao, lý do tại sao mà người Việt Nam mà cái luật pháp này không cho nhiều cảnh sát những cái luật pháp, những cái luật, là bởi vì á, người dân vẫn là nghèo, chưa có cuộc sống chưa có được đầy đủ như ở bên này, cho nên người ta không thể áp dụng cái luật ở Việt Nam như ở bên này được. Nếu mà áp dụng như thế đấy thì nhiều những cái người, chẳng hạn như chính những cái người công an xấu, chẳng hạn như những cái người có quyền hành ấy, người ta sẽ dựa vào đó để ăn hiếp, càng ăn hiếp thêm những cái người dân. Cho nên là tại lý do đó cho nên là Việt Nam không thể theo cái luật pháp ở bên này được. Theo cái luật pháp ở bên này là còn chết nữa, đúng không? Cho nên là luật pháp ở bên này, tại vì cảnh sát á, lương của nó rất là cao. Nó cao cho nên là nó mà làm sai cái gì là nó bị mất việc và nó chết luôn. Mà khi đã bị một cái vết xấu, vết gì đó, nó có muốn đi làm việc khác cũng không làm được. Cho nên là lương nó rất là cao, cho nên nó sợ mất việc, cho nên nó phải tuân hành pháp luật. Còn ở Việt Nam thì lương không có cao, lương cảnh sát không có cao. Nên nếu mà ra quá nhiều luật đó, thì nó lại càng khổ cho người dân, đúng không? Sau này á, thì chàng nghĩ rằng Việt Nam sẽ áp dụng cái luật ghi như bên này cho mà xem. Không có ấy đâu, tại vì hiện giờ người dân vẫn còn nhiều người vẫn còn chưa đầy đủ, cho nên là họ chưa thể áp dụng được. Cho nên cái đó là cái mà lo cho dân ở cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ nó nhà nước cứ dư sức để ra cái lệnh thằng nào cãi lại và vỡ mồm, hay là thằng nào cãi lại tao bắn bom 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 ở bên này á, thì người dân càng khổ, đúng không? Cho nên là cảnh sát cũng khổ lắm chứ, không được những cái quyền hành của mình, cho nên người ta cũng khổ lắm chứ, người ta đâu có sướng đâu, người ta cũng chỉ là người đi làm thôi. Thế còn những cái người làm sai phạm pháp thì cứ hay lợi dụng vào cái đó, xong rồi chửi bới họ, đúng không? Nên nhiều người mình hello, đây là đường của Úc nhá. Bình thường đấy, các bạn nhìn thấy không, như nhiều lần Nisa đã nói rồi, tại sao mà đường xá nó sạch sẽ là bởi vậy. Đâu có người bày ra đâu, đâu có ai đi ngoài đường đâu mà người ta bày, bởi vậy đường mới sạch. Hơn nữa đường mỗi người lái xe như thế này phải đóng thuế này, đóng đủ các loại thuế, rồi mình ở nhà cũng phải đóng thuế nữa, cho nên đường nó mới rộng. Nó suốt ngày nó sửa đường là tại vì nó mình đóng thuế cao. Mình đóng thuế cao thì đường xá mà không đàng hoàng thì người ta có quyền, người ta kiện, người ta biểu tình nó vậy. Bởi vậy, tại vì cái người dân nó đóng thuế cao cho nên người ta mới có quyền, người ta đòi hỏi. Còn ở Việt Nam đóng cái thuế gì, đóng những cái gì, đóng được bao nhiêu? Ở đây kinh lắm, mỗi một cái xe này đóng gần 1.000 bạc, ở nhà mỗi một năm là gần 2.000 đồng tiền thuế. Đó. Tiền nước, tiền công viên mình cũng phải đóng, tiền tưới nước cho công viên cũng phải đóng, cái gì cũng thuế các bạn ơi, chứ đâu có đơn giản như là nhiều người cứ nhìn vào sang bên này xong tưởng sung sướng lắm cuộc sống. Đương nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà
cái đây ở đây nó giống như nó làm con người giống như thành một cái máy á. Cái máy mà ngừng chạy á là không có không có không làm được ra một cái gì, cái máy đó nó luôn luôn nó phải chạy, lúc nào nó cũng phải chạy như thế đó. Với con người phải đi làm, phải kiếm sống, cuộc sống không đi làm phải lo nghĩ rồi kiếm cách để mà sống, nó làm cho con người mình không ngừng được, nó trở thành một cái máy, sống như một cái máy đó, đó. Còn sướng các bạn đã thấy không, sướng với khổ. Rồi cuối cùng cũng vào cái chỗ đi tàu ngầm 6 tấm ấy, đâu có ai thoát được cái đó đâu, đúng không? Rồi các bạn có thấy không, những cái người mà người ta giàu người ta mới hay bị điên. Ở cái xã hội này nhiều người điên hơn những cái người người ta bị khổ, người ta khổ sở, người ta vất vả, người ta no đi kiếm tiền, người ta không không bị điên bằng những cái người mà ăn no rồi nhưng mà cuộc sống tình cảm người ta không có được thỏa mãn, người ta lại hay bị điên hơn là những cái người mà người ta đói ăn. Cái gì nó cũng trong cái sướng nó cũng có cái khổ hết, đúng không? Đó. Nên là đấy, nên sáng hôm nay cho các bạn đi đi chợ với Lisa rồi đi xem quang cảnh ở ở Úc này như thế nào. Cuộc sống đương nhiên mình nhìn cái gì nó cũng hào nhoáng hết á. Nhưng mà thực tế nên xả quên các bạn, nếu mà ai có ý định đi nước ngoài á, nếu mà ở Việt Nam mà có cơ sở làm ăn, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, ổn định rồi thì đừng bao giờ nghĩ sang đây nhá. Đừng bao giờ sang đây ở, trừ khi các bạn có đường dây, các bạn đi làm hay là cái gì đấy, có bạn có sang đây đi làm thôi đấy thì ok, chứ còn nó mà nghĩ rằng mình chạy cả cái gia tài mình chuyển sang đây mình sống nó khổ lắm. Tại vì cuộc sống ở Việt Nam nếu các bạn ổn định rồi muốn sang đây đâu phải dễ đâu, đúng không? Nên thà sống ở Việt Nam hơn, chứ ở bên này sang đây nhiều người tiếng tăm không biết rồi phải lo nghĩ đủ thứ thành điên á, điên loạn á, nhiều người bị lắm á. Stress rồi công việc rồi nhà cửa rồi làm không kiếm được ra rồi mất việc rồi kia các thứ rồi khổ lắm. Cho nên là nhiều khi nếu mà công việc các ổn định rồi thì đừng có bao giờ nghĩ sang đây làm gì. Đấy là Lisa khuyên chân tình những cái người nào muốn sang đây sống. Trước khi sang, ví dụ có muốn sang ấy, trước khi sang thì sang du lịch đi một lần đi cho biết rồi rồi hãng tính, chứ đừng có nghĩ là bỏ hết cả cơ ngơi tài sản rồi này kia các thứ xong rồi sang đây lập nghiệp có khổ lắm. Ok, Lisa phải tới nhà rồi. Cảm ơn các bạn nghe Lisa nói nhá. Ok, bye bye. Úc bây giờ mấy giờ? Úc bây giờ 2:30 rồi em. Hình như là hơn cách Việt Nam 4 tiếng hay sao? Phải không? Ở đâu cũng vậy chị ơi, đúng rồi. Nguyễn Văn Hùng ở đâu mà không thế, không làm thì không có ăn. Ở Việt Nam cái khổ của có cái khổ của Việt Nam nó khác mà cái khổ ở bên này nó khác, đúng không? Nước ngoài cũng lằng nhằng dây điện thế. Dây điện à, lại nói đến dây điện nên xà báo cho các nói cho các bạn biết một 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 cái ấy nhá. Người ta đấy nếu mà ở những cái dây điện ấy, nó có cái giày ở trên nó vắt nó quăng cái đôi giày lên trên đấy ấy, là có nghĩa là ở chỗ đó có bán muối. Ngày xưa Lê Giảo cũng không biết bộ sao mấy cái dây điện nó cứ cứ thằng nào nó cứ nghịch nó cứ quăng cái đôi giày lên đấy ấy nhỉ. Đấy về sau này mình mới biết. Chào Lisa Vũ, bên đó còn nóng được không? Bên này rét rồi, bên này cũng bắt đầu lạnh rồi, hôm nay cũng phải mặc áo khoác rồi. Mạng ấu mạnh thật, xem không lạng tí nào.
Mạng là do mình nữa, do mình dùng cái loại nào nữa. Như Việt Nam nói là cái gói á, gói bao nhiêu đó là cái đó là do cái mạng mình mua nữa, mình dùng cái loại nào nữa, tiền nào của đấy mà. Chào các bạn nhé, chào Hùng Thanh, chào và cũng chúc Hùng Thanh mạnh khỏe. Ôi mất tự do. Ok vậy đi nhá, Lisa về tới nhà rồi, giờ về chuẩn bị nấu cơm để cho chúng nó đi học, về chúng nó ăn. Đấy, công việc của mình là như vậy. Bye bye nhá, chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ.